Học sinh cần ghi nhớ một số nguyên tắc khi tham gia xét tuyển, đồng thời thực hiện đúng nhằm đảm bảo quyền lợi của mình. Cụ thể, nếu học sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 thì không được xét tuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng 3. Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 được xét tuyển nguyện vọng 2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường ít nhất 1 điểm. Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 được xét tuyển nguyện vọng 3 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển của nguyện vọng 1 của trường ít nhất 2 điểm. Học sinh cần ghi nhớ, khi hạ điểm chuẩn, các trường công lập được nhận học sinh có nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 đủ điều kiện trúng tuyển. Năm học 2022-2023, mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển tối đa vào 3 trường. Thưa quý vị, trước yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đang thực hiện kiểm định tổng thể cầu Long Biên để đề xuất giải pháp lâu dài, trong đó có việc sửa chữa đồng bộ cầu, khi chỉ trong vòng một tháng qua đã xảy ra 2 vụ thủng mặt cầu, gây nguy hiểm cho người dân khi lưu thông qua đây. Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải cần tăng cường theo dõi kiểm tra trạng thái cầu, đánh dấu ngay các vị trí xung yếu như chuyển vị, biến dạng để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố, đồng thời tăng cường các biển cấm tụ tập đông người, phương tiện trên mặt cầu, lối đi bộ hành. Việc sửa chữa này là hết sức cần thiết vì cầu Long Biên đã hơn 120 năm khai thác. Thời gian gần đây, mặt cầu Long Biên đã hư hỏng và xuống cấp, đặc biệt có vị trí còn xuất hiện lỗ thủng. Cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân có thể do thời tiết mưa lớn và lưu lượng phương tiện di chuyển qua đê cao. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Chỉ thị nêu rõ, những năm gần đây, thiên tai diễn biến bất thường gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Để chủ động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giảm thiệt hại về tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo, chủ động triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo chức năng, quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công. Các bộ ngành địa phương tập trung nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai, đẩy mạnh phòng ngừa thiên tai, sự cố, tổ chức kiểm tra chuẩn bị ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương án đã xây dựng từ trước mùa mưa lũ. Sáng ngày 2 tháng 6, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng An ninh Kinh tế Công an Hà Nam đã phát hiện bắt quả tang cơ sở giết mổ lợn của Trần Hữu Việt, trú ở xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, Hà Nam, đang giết mổ và lưu trữ hơn 2,3 tấn thịt lợn bệnh, lợn ốm, lợn chết. Đơn vị đã phối hợp với Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Hà Nam xử lý vụ việc ngăn ngừa lượng thịt lợn bệnh, lợn ốm, lợn chết ra thị trường. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang giết mổ 7 con lợn có khối lượng từ 110 đến 120 kg, 4 tủ cấp đông bên trong chứa khoảng 1,6 tấn thịt và nội tạng lợn. Trong quá trình làm việc, Việt không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động giết mổ và khai nhận cơ sở hoạt động được khoảng 4 năm. Trong quá trình giết mổ lợn, đã mua lợn ốm, lợn chết với giá từ 30 đến 40.000 đồng trên 1 kg về để giết và lưu trữ, bán ra thị trường. Hiện lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt 27,5 triệu đồng theo quy định tại điểm B khoản 9, điều 20. Nghị định 90 năm 2017 của Chính phủ đối với cơ sở giết mổ lợn của Trần Hữu Việt và lập biên bản tịch thu toàn bộ số thịt trên, bàn giao cho chính quyền địa phương để tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết ngày 3 tháng 6, Bộ sẽ công bố thành tựu của Việt Nam trong việc sản xuất thành công vaccine dịch tả lợn châu Phi, đồng thời cấp phép lưu hành vaccine với tên thương mại của vaccine là Navet ASFVax do Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương sản xuất. Việt Nam bắt đầu nghiên cứu sản xuất vaccine dịch tả lợn châu Phi từ tháng 2 năm 2020 với sự phối hợp của các chuyên gia Mỹ. 5 tháng sau, Bộ đã chỉ đạo nhập khẩu chủng virus dịch tả lợn nhược độc, cắt gen từ Mỹ, dùng để nghiên cứu sản xuất vaccine phòng chống bệnh dịch. Theo Navetco, sau 5 lần thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, vaccine có khả năng bảo hộ 100% số lợn được tiêm và trong điều kiện được sản xuất đã bảo hộ được trên 80% số lợn. Với thời gian miễn dịch 6 tháng sau tiêm phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thành lập các hội đồng khoa học cấp cơ sở, cấp bộ và tổ chức hàng chục cuộc họp để đánh giá hiệu quả của vaccine, kết quả nghiên cứu sản xuất vaccine đều được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín của thế giới. Tháng 5 năm 2022, trong thư gửi Cục Thú y Việt Nam, Viện Nghiên cứu Nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ đã xác nhận vaccine Navet ASFVax đã đảm bảo an toàn, hiệu lực. Về giá thành, dự kiến vaccine có giá từ 34 đến 36.000 đồng trên một liều, tương đương vaccine phòng bệnh tai xanh. 5 tháng đầu năm nay, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 10.052 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Số ca sốt xuất huyết nặng là 194 ca, tăng gần gấp 5 lần so với cùng kỳ. Số ca sốt xuất huyết tăng ở cả các trường hợp nhập viện điều trị nội trú và khám ngoại trú. Đáng lưu ý, nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết nhập viện trong tình trạng suy đa tạng.
nhất là suy gan cấp nặng gây hôn mê, có thể dẫn đến tử vong. Số ca bệnh sốt xuất huyết tiếp tục tăng cao ở hầu hết các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, trừ quận 12 và Phú Nhuận. Hiện ngành y tế của thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo nguy cơ bùng phát dịch năm nay rất lớn. Do đó, ngành y tế đang phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường xử lý các ổ dịch, tuyên truyền vận động người dân chung tay dọn dẹp, vệ sinh môi trường và diệt mầm bệnh. Ngày 1 tháng 6, Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh công bố báo cáo cho thấy ước tính có khoảng 2 triệu người ở Vương quốc Anh, tương đương 3% dân số đã mắc hội chứng COVID-19 kéo dài. Cuộc thăm dò được thực hiện trong 4 tuần tính đến ngày 1 tháng 5 vừa qua cho thấy mệt mỏi là triệu chứng phổ biến nhất, chiếm 55%, sau đó là khó thở 32%, ho 23% và đau cơ chiếm 23%. Số liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh ONS dựa trên báo cáo của chính người dân về việc họ xuất hiện các triệu chứng của tình trạng COVID kéo dài. ONS cho biết phần lớn những người mắc hội chứng COVID kéo dài ở độ tuổi từ 35 đến 69, phụ nữ, người khuyết tật, những người sống ở các khu vực thiếu thốn hơn và những người làm việc trong một số lĩnh vực như chăm sóc xã hội, giáo dục và y tế, có nguy cơ mắc COVID kéo dài cao hơn. Thống kê cũng cho thấy, trong số khoảng 2 triệu người nói trên, có gần 1/3 số người báo cáo mắc hội chứng COVID kéo dài trong đợt bùng phát dịch bệnh do biến thể Omicron. Trong khi đó, một nghiên cứu khác công bố hồi tháng 4 cho thấy, chỉ có khoảng 1/4 số người hoàn toàn phục hồi trong vòng 1 năm sau khi phải nhập viện vì COVID-19. Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia, phụ nữ có khả năng phục hồi hoàn toàn thấp hơn 33% so với nam giới. Trong những ngày này, thành phố Bắc Kinh của Trung Quốc vẫn đang áp dụng nhiều biện pháp hạn chế tụ tập để phòng ngừa COVID-19. Trong lúc đó, nhiều người dân ở Bắc Kinh đã tìm kiếm các hoạt động giải trí ngoài trời ở vùng ngoại ô, vừa tuân thủ chính sách phòng dịch, vừa tìm được niềm vui trong lúc giãn cách. Vào những ngày nắng nóng, nhiều trẻ em và người lớn ngâm mình trong làn nước mát lạnh của đoạn sông Vĩnh Định trong một công viên rộng lớn ở vùng ngoại ô phía tây Bắc Kinh. Bên bờ sông, học sinh sinh viên ngồi hát và đàn guitar hay cùng nhau chơi bóng chuyền vui vẻ. Nhiều em cho biết do đang phải học trực tuyến để phòng dịch COVID-19, nên các em thường đến công viên này vào những ngày cuối tuần để thư giãn cùng bạn bè, cũng như thoát khỏi những khu phố chật chội trong thành phố và tận hưởng không gian yên tĩnh. Nhiều gia đình và nhóm bạn cũng đến đây để cắm trại và thưởng thức bữa ăn trưa. Dù bạn già hay trẻ, cuộc sống hàng ngày trong lúc chống dịch bệnh này sẽ khiến bạn thấy khá là chán nản và buồn tẻ. Cắm trại khiến cho mọi người thư giãn được một chút và tâm trạng cũng tốt hơn. Ông Li Xiaoming, quản lý của Sanfor Outdoor, cửa hàng chuyên cung cấp các thiết bị ngoài trời lớn nhất tại khu vực phía tây Bắc Kinh cho biết, kể từ kỳ nghỉ lễ Thanh Minh vào đầu tháng 4 vừa qua, doanh số bán đồ phục vụ hoạt động cắm trại đã tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2020 và 2021. Doanh số bán hàng của chúng tôi đã tăng tới 300% so với 2 năm trước đây. Đại dịch khiến cho mọi người cảm thấy bức bối và muốn đi ra ngoài để hít thở không khí nhiều hơn. Các khách hàng, nhất là những người dân thành thị thuộc tầng lớp trung lưu, mua lều trại và ghế dã ngoại có giá từ 200 đến 2.000 nhân dân tệ để tìm đến những miền yên tĩnh, tận hưởng khí trời. Tất cả chúng ta đều gặp rất nhiều áp lực khi sống ở các thành phố lớn. Do đại dịch nên cuộc sống cũng đã thay đổi rất nhiều, tôi khao khát được gần gũi với thiên nhiên hơn để được thư giãn. Cắm trại có lẽ dần trở thành một cách sống mới của tôi. Ngành sản xuất phục vụ hoạt động cắm trại của Trung Quốc dự báo tăng 19% trong năm nay. Mặc dù Trung Quốc vẫn đang kiên trì với nhiều biện pháp dập dịch cứng rắn, tại điểm nóng dịch bệnh Bắc Kinh vẫn có những không gian yên bình để người dân cân bằng cảm xúc và yên tâm chống dịch. Nước Mỹ lại vừa xảy ra một vụ xả súng tại một bệnh viện vào chiều tối ngày 1 tháng 6 theo giờ địa phương, tức là sớm ngày 2 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Cảnh sát thành phố Tucson, bang Oklahoma cho hay đã triển khai lực lượng đến một tòa nhà bệnh viện 3 phút sau khi nhận được báo cáo về một tay súng đang hoạt động tại đây. Kẻ xả súng mang theo một súng trường, một súng ngắn và bắn chết 4 người bên trong tòa nhà bệnh viện. Sau đó, người này đã tự sát. Cảnh sát đang nỗ lực xác định danh tính thủ phạm. Hiện mới ước tính được tuổi của người này là khoảng từ 35 đến 40. Cảnh sát cũng cho hay 4 người bị sát hại bao gồm cả nhân viên bệnh viện và bệnh nhân. Cảnh sát Mỹ đang bị theo dõi sát sao khi được cho là đã phản ứng không kịp thời trong vụ xả súng khiến 19 trẻ em và 2 giáo viên thiệt mạng tại bang Texas trong tuần trước. Vụ việc mới nhất này lại tiếp tục dấy lên tranh cãi tại Mỹ về vấn đề kiểm soát súng đạn. Thưa quý vị, những năm gần đây, hoạt động tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới tỉnh Hà Giang có những diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Các đối tượng hình thành đường dây có tổ chức, cấu kết với các đối tượng bên kia biên giới với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Để ngăn chặn, đẩy lùi và đấu tranh thành công với tội phạm này, Công an tỉnh Hà Giang, chủ chốt là Phòng Cảnh sát Hình sự, đã xác lập đấu tranh nhiều chuyên án, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội mua bán người, giải cứu các nạn nhân trở về an toàn.
Đối tượng Giàng Xeo Vứ, 26 tuổi, trú tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Giang khởi tố về hành vi mua bán người. Tại cơ quan công an, Vứ khai nhận vì hoàn cảnh khó khăn, thiếu tiền và bị kẻ xấu lợi dụng, Vứ đã nghe theo và tìm các nạn nhân nữ lứa tuổi từ 16 đến 25, gã gẫm đi làm ở biên giới, nhưng sau đó hắn sẽ bán cho đầu mối bên kia Trung Quốc. Không có tình tiêu rồi mới bạn bè rủ rồi mới bảo làm cho nó 19 thì nó đi tiền công cho mình rồi mới có tình tiêu thế rồi. Cái này là bỏ bán được 3 vạn rồi mình được 2.000 với 1.000 thôi. Bây giờ là sai, tôi biết là sai rồi. Vừa thị Giàng đã 2 lần bị các đối tượng xấu bán sang Trung Quốc. Cả 2 lần Giàng đều chạy trốn và được công an Hà Giang giải cứu. Với cô gái người Mông sinh năm 2000 này, những ngày tháng bị bán sang bên kia biên giới để làm vợ luôn là nỗi ám ảnh. Từ năm 2020 đến nay, công an tỉnh Hà Giang đã phát hiện 28 đường dây, khởi tố 20 vụ việc buôn bán người với 39 bị can, đồng thời cũng đã giải cứu được 34 nạn nhân. Theo đánh giá của cơ quan công an, thời gian tới, tình hình tội phạm mua bán người vẫn còn những diễn biến phức tạp với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi. Địa bàn Hà Giang cũng biết là một địa bàn miền núi, có đường biên giới kéo dài, tiếp giáp với phía bên kia bên Trung Quốc. Thì là đồng bào thì cái trình độ nhận thức còn hạn chế. Đấy, và đặc biệt cái khó khăn nữa là cái nạn nhân là một số cái vụ án ấy, mua bán người chưa giải cứu trở về. Và trong cái đấu tranh còn nhiều cái còn phía bị hại là chưa giải cứu trở về rồi, nhưng mà còn một số cái đối tượng gây án xong là đa phần cấu kết với bên kia Trung Quốc. Đấy, sau khi là thực hiện hành vi phạm tội xong rồi, các đối tượng trốn sang bên Trung Quốc. Đấy, có những đối tượng mà chúng tôi phát hiện ra là trốn bên kia hàng chục năm nay chưa về. Để đấu tranh có hiệu quả hơn nữa với tội phạm mua bán người, thời gian tới, lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp công tác công an, tăng cường các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới nhân dân trong khu vực biên giới. Bên cạnh đó, chủ động nắm tình hình địa bàn, triển khai nhiệm vụ trong tuần tra kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn kịp thời với các loại tội phạm, nhất là tội phạm mua bán người. Những thông tin đáng chú ý trong phần tiếp theo của chương trình. Lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh vừa tạm giữ hơn 92.000 sản phẩm mỹ phẩm xuất xứ từ Trung Quốc có giá trị gần 6 tỷ đồng, nghi là hàng nhập lậu. Thông tin triển khai đường vành đai 4 vùng thủ đô đã trở thành tâm điểm của nhà đầu tư bất động sản, khiến giá đất các vùng ven Hà Nội có dấu hiệu tăng nóng. Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã cho nhân viên của ông lựa chọn hoặc là quay lại làm việc ở công ty trong 40 giờ mỗi tuần hoặc là từ chức. Thưa quý vị, 92.000 sản phẩm mỹ phẩm xuất xứ từ Trung Quốc có giá trị gần 6 tỷ đồng vừa bị cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ vì nghi là hàng nhập lậu. Ngày 2 tháng 6, Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa tạm giữ gần 92.000 sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, trong đó chủ yếu là kem tẩy tế bào chết, kem dưỡng, nước tẩy trang, nước hoa mang nhãn hiệu Heysi, Simang, Noro, Yangmi, tổng giá trị niêm yết gần 6 tỷ đồng. Trước đó, Cục Quản lý thị trường thành phố đã tiến hành kiểm tra điểm chứa trữ hàng hóa tại số 45/20 đường Lương Minh Nguyệt, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, dùng để kinh doanh mặt hàng mỹ phẩm. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng đã ghi nhận rất nhiều các mặt hàng mỹ phẩm, chủ yếu là kem tẩy tế bào chết, kem dưỡng, kem chống nắng do Trung Quốc sản xuất, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, không có tài liệu liên quan đến chất lượng, không có hóa đơn chứng từ. Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm để tiếp tục xác minh làm rõ. Còn tại Hà Nội, ngày 2 tháng 6, đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường thành phố cho biết đã phối hợp với lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra kho hàng tại địa chỉ số 19, ngõ 785 đường Nguyễn Khoái, quận Hoàng Mai, bắt quả tang các công nhân tại đây đang tiến hành dán nhãn để phù phép cho các nguyên liệu bán thành phẩm của Trung Quốc thành các sản phẩm thuốc trừ cỏ do Việt Nam sản xuất. Kho hàng do Phan Việt Anh sinh năm 2001, có hộ khẩu thường trú tại Cao Lộc, Lạng Sơn, là chủ sở hữu, chứa hàng nghìn thùng hàng hóa là mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật. Tại thời điểm kiểm tra, đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã bắt quả tang công nhân tại đây đang tiến hành dán nhãn cho hàng loạt các sản phẩm với đủ thương hiệu Lifusim, Thai Lai Mân Châu, Glisate 480 được đựng trong những can chai nhựa, bao gồm cả những loại vẫn nguyên tem nhãn của Trung Quốc lẫn loại chưa có nhãn mác. Rất nhiều thùng tem nhãn hàng với chục vạn sản phẩm đủ thương hiệu. Tên đơn vị ngoài thùng các tông thể hiện dòng chữ và logo của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn. Sau khi kiểm đếm phân loại, lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ 732 can và 12.015 chai thuốc trừ cỏ, tương đương với 17.900 lít. Theo hướng dẫn sử dụng, với số lượng trên sẽ diệt cỏ cho 12.000 hectare. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo bà con nông dân
hợp tác xã nên mua hàng chính hãng từ hệ thống đại lý lớn của doanh nghiệp Việt Nam để đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc, không tùy tiện mua hàng giá rẻ, hàng không rõ nguồn gốc chất lượng, bởi ảnh hưởng đầu tiên sẽ là người nông dân, sau đó là người tiêu dùng. Thưa quý vị, xăng dầu vừa có 5 phiên liên tiếp tăng giá, sơ đổ kỷ lục cũ, đưa mặt hàng này leo lên đỉnh giá mới. Dù vậy, theo Bộ Công Thương, hiện giá xăng dầu của Việt Nam chỉ bằng mức bình quân của thế giới và thậm chí thấp hơn một số nước trong khu vực như là Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc. Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng cho rằng không thể ép giá xăng dầu quá thấp bởi sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, tăng giá xăng dầu làm tăng giá đầu vào vật tư, chi phí sản xuất, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai chương trình phục hồi kinh tế xã hội. Tuy nhiên, theo ông Diên, ở chiều ngược lại, kinh tế Việt Nam có độ mở rất cao, hàng hóa của chúng ta làm ra chủ yếu để xuất khẩu. Do đó, nếu ép giá đầu vào, thì giá thành sản phẩm không phản ánh đúng giá trị, vô hình chung gây thiệt hại cho nền kinh tế của đất nước. Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng Diên, Việt Nam là đối tác thương mại của rất nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Nên nếu ép giá đầu vào, thì các nước khác sẽ kiện chúng ta về chống bán phá giá, chống trợ cấp, thậm chí còn kiện chúng ta là thao túng tiền tệ. Chưa kể hệ lụy của việc duy trì giá xăng dầu ở mức quá thấp là tình trạng buôn bán xăng dầu qua biên giới. Do đó cần phải cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng, chứ không thể nói một chiều. Sau những khó khăn về đường bộ, hiện xuất khẩu hàng hóa nông sản qua đường sắt là một giải pháp đang được tập trung thực hiện. Để tránh tình trạng lượng trái cây nông sản xuất khẩu ồ ạt dồn về các cửa khẩu đường bộ, hiện các lực lượng chức năng đã khuyến khích các doanh nghiệp chuyển hướng sang đường sắt. Với hàng chục container hoa quả, nếu xuất khẩu bằng đường bộ, doanh nghiệp sẽ phải chờ đợi vài ngày. Tuy nhiên, khi xuất khẩu bằng đường sắt, thời gian chờ đợi được rút ngắn. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đã bố trí thêm nhiều doanh nghiệp logistics tiếp nhận sang tải nông sản của Việt Nam xuất khẩu bằng đường sắt. Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn cũng khuyến cáo, để hoạt động thông quan được diễn ra thuận lợi, bên cạnh việc nắm bắt thông tin của đối tác, các doanh nghiệp cũng cần chủ động thực hiện việc khai báo đầy đủ, kịp thời thông tin trên nền tảng cửa khẩu số. Thưa quý vị, tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục bứt phá mạnh mẽ khi đạt 8,4% trong 5 tháng đầu năm nay, cao gấp 1,8 lần cùng kỳ năm trước. Hiện quy mô tín dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 3.074.000 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ năm 2021 tín dụng tăng 4,76%, năm 2020 chỉ tăng 1,75%, và giai đoạn trước khi có dịch COVID-19 năm 2019, tín dụng trên địa bàn cũng chỉ tăng 6,47%. Tín dụng chảy mạnh vào các lĩnh vực như là xuất khẩu, chế biến lương thực thực phẩm, công nghiệp chế tạo, du lịch, dịch vụ. Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ, nhất là các chính sách tín dụng theo cơ chế thông tư 01, thông tư 03 và thông tư 14 của Ngân hàng Nhà nước về cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ, miễn giảm lãi suất và cho vay mới với lãi suất thấp đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã trên địa bàn đã phát huy tác dụng, mang lại hiệu quả trực tiếp cho khách hàng và doanh nghiệp. Thưa quý vị, trước quy định sàn thương mại điện tử kê khai nộp thuế thay nhà bán hàng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng yêu cầu kê khai nộp thuế thay sẽ tạo áp lực tài chính lớn, gây khó khăn cho hoạt động của nhiều sàn thương mại điện tử. Tại thông tư 100 sửa đổi thông tư 40 đã bỏ đi tính bắt buộc của quy định buộc các sàn thương mại điện tử kê khai nộp thuế thay nhà bán hàng. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng, việc bắt buộc các sàn phải kê khai nộp thuế thay lại xuất hiện trong dự thảo của văn bản pháp luật cao hơn là Nghị định sửa đổi Nghị định 126 về quản lý thuế, tiếp tục gây ra những ý kiến trái chiều. Trong văn bản góp ý, VCCI đã dẫn kết quả khảo sát mới với hơn 100 sàn thương mại điện tử. Nếu áp dụng quy định buộc sàn kê khai nộp thuế thay nhà bán, tỷ lệ chi phí trên doanh thu sẽ tăng hơn 10,6 điểm phần trăm. Việc kê khai nộp thuế thay nhà bán hàng sẽ là rất thách thức với doanh nghiệp thương mại điện tử vì tính chất phức tạp của hàng nghìn giao dịch khác nhau trên sàn. Chưa kể đến những rắc rối phải xử lý, chi phí phát sinh nếu xác định sai khoản thuế nộp thay. Thưa quý vị, thời gian qua, thông tin triển khai đường vành đai 4 vùng thủ đô đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của nhà đầu tư bất động sản. Giá đất các vùng ven Hà Nội vì thế mà liên tục tăng nóng. Một số nhà đầu tư cho biết, dù thông tin triển khai tuyến đường này chưa được xác định, nhưng khi có quy hoạch như hiện tại thì đây là một cơ hội đầu tư bất động sản thích hợp. Tại các khu vực đường vành đai 4 đi qua huyện Hoài Đức, gần cụm công nghiệp Dương Liễu, cầu vượt Song Phương giá hơn 100 triệu đồng mỗi mét vuông. Khu vực gần dự án Vinhome Wonder Park Đan Phượng giá khoảng 150 triệu đồng mỗi mét vuông. Trước hiện tượng giá đất tăng nóng, các chuyên gia bất động sản cảnh báo, dù tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô đi qua các địa phương sẽ làm tăng sức nóng của thị trường bất động sản, song tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thực tế đã có nhiều bài học về việc vội vàng đầu tư theo phong trào, do đó các nhà đầu tư nhỏ lẻ cần cẩn trọng, nghiên cứu để tránh tiền mất tật mang. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có giá thuê đất công nghiệp đạt 198 đô la Mỹ, tương đương gần 4,5 triệu đồng mỗi mét vuông cho chu kỳ thuê, dẫn đầu cả nước và đã lấp đầy 90%. Đây là thông tin được Cushman & Wakefield chia sẻ tại Diễn đàn Bất động sản Công nghiệp Việt Nam 2022. Theo Cushman & Wakefield,
Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh đang chiếm vị trí top đầu về giá thuê đất công nghiệp tại ba miền Bắc, Trung, Nam. Tính đến tháng 5, Thành phố Hồ Chí Minh có giá thuê đất công nghiệp cao nhất nước, sắp chạm ngưỡng 200 đô la Mỹ trên 1 mét vuông. Trong khi đó, Đà Nẵng và Hà Nội lần lượt đạt mốc cao nhất là 80 đến 140 đô la Mỹ trên mỗi mét vuông cho một chu kỳ thuê. Mặt bằng giá thuê trung bình của các tỉnh thủ phủ công nghiệp chủ chốt thuộc miền Nam thấp hơn Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ đạt 135 đô la Mỹ trên mỗi mét vuông cho một chu kỳ thuê. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là khu vực kinh tế sôi động nhất cả nước, đồng thời là trung tâm công nghiệp lâu đời, tập trung số lượng lớn các ngành nghề như cao su, nhựa, dệt may. Trong khi đó, thị trường bất động sản công nghiệp phía Bắc thành lập sau miền Nam, giá thuê trung bình toàn khu vực đạt 109 đô la Mỹ trên 1 mét vuông cho mỗi chu kỳ thuê. Còn ở khu vực miền Trung, ghi nhận giá thuê đất công nghiệp bình quân khoảng 34 đô la Mỹ trên 1 mét vuông cho một chu kỳ thuê, chỉ bằng 30% so với giá thuê của miền Bắc và 25% so với giá thuê tại miền Nam. Tiếp theo sẽ là những thông tin quốc tế. Mới đây, trong một email gửi toàn bộ nhân viên của công ty xe điện Tesla, giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã cho nhân viên của mình lựa chọn quay lại làm việc ở công ty trong vòng 40 giờ mỗi tuần hoặc là từ chức. Trong email, ông Elon Musk viết, bất kỳ ai muốn làm công việc từ xa đều phải ở văn phòng tối thiểu 40 giờ mỗi tuần hoặc rời khỏi Tesla. Đây là ít hơn điều kiện mà chúng tôi yêu cầu của công nhân nhà máy. Ông Musk cho rằng Tesla đang làm việc để tạo ra những sản phẩm thú vị và có ý nghĩa nhất trên thế giới, nhưng điều này sẽ không xảy ra bằng cách gọi điện thoại. Tuy nhiên, ông Musk cũng đồng thời cho biết ông sẽ trực tiếp xem xét và phê duyệt những trường hợp ngoại lệ hoặc đặc biệt. Yêu cầu làm việc trực tiếp trở lại xuất hiện chỉ sau hơn 2 năm khi công việc từ xa trở thành tiêu chuẩn của một bộ phận người lao động ở Mỹ. Nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng người lao động thích làm việc từ xa hoặc ít nhất là tùy chọn hơn là những ngày làm việc tại văn phòng. Chuỗi cửa hàng bách hóa cao cấp Nordstrom vừa báo cáo doanh thu quý tài chính đầu tiên vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, đồng thời nâng triển vọng kinh doanh cho cả năm tài chính hiện tại khi người mua sắm đến các cửa hàng của công ty để làm mới tủ quần áo của họ với các sản phẩm thời trang thương hiệu cao cấp. Nordstrom đã báo cáo lợi nhuận ròng trong giai đoạn 3 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 4 là 20 triệu đô la Mỹ, tương đương 13 xu một cổ phiếu. Con số này đảo ngược so với mức lỗ ròng 166 triệu đô la Mỹ hay 1,05 đô la Mỹ cho mỗi cổ phiếu ghi nhận cùng kỳ một năm trước. Tổng doanh thu bao gồm cả doanh số bán theo thẻ tín dụng đã tăng từ 3 tỷ đô la Mỹ cùng kỳ năm trước lên 3,57 tỷ đô la Mỹ. Kết quả này đánh bại kỳ vọng 3,28 tỷ đô la Mỹ của thị trường. Doanh số bán hàng kỹ thuật số không đổi theo năm khi người mua sắm cắt giảm chi tiêu cho mua sắm trực tuyến và quay trở lại các cửa hàng bán trực tiếp. Thương mại điện tử chiếm 39% tổng doanh số bán hàng của Nordstrom so với 46% cách đây 12 tháng. Đến nay, công ty chưa ghi nhận áp lực chi phí lạm phát dẫn đến khách hàng của họ giảm chi tiêu. Điều này dường như do mức thu nhập cao hơn và khả năng phục hồi mạnh hơn của khách hàng Nordstrom. Nordstrom hiện dự kiến doanh thu năm tài chính 2022, bao gồm cả doanh số bán theo thẻ tín dụng tăng từ 6 đến 8%. Ngày 1 tháng 6, số liệu của Viện Thống kê Quốc gia Tây Ban Nha cho biết, số lượt khách du lịch đến quốc gia này trong tháng 4 vừa qua đã tăng gấp gần 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái, với mức chi tiêu của khách nước ngoài gần bằng mức trước thời đại dịch COVID-19. Theo Viện Thống kê Quốc gia Tây Ban Nha, nước này đã đón 6,1 triệu lượt khách trong tháng 4 năm nay, tăng cao so với con số 629.000 lượt vào cùng kỳ năm ngoái. Mức chi tiêu của du khách nước ngoài đạt 6,9 tỷ euro, tương đương 7,4 tỷ đô la Mỹ, cũng tăng gấp khoảng 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái và chỉ thấp hơn một chút so với mức 7,1 tỷ euro trong tháng 4 năm 2019, thời kỳ trước đại dịch. Bộ Du lịch Tây Ban Nha đánh giá các du khách có mức chi tiêu trung bình cao hơn và thời gian lưu lại lâu hơn so với thời điểm trước đại dịch. Đồng thời hy vọng đến cuối năm 2022, mức chi tiêu của du khách sẽ đạt được mức trước đại dịch. Cơ quan này cũng bày tỏ lạc quan về triển vọng sắp tới của ngành du lịch. Ngành du lịch đóng góp 12% vào tổng sản phẩm quốc nội của xứ sở bò tót trước đại dịch COVID-19, song đã bị ảnh hưởng nặng nề do các biện pháp hạn chế được áp đặt để phòng dịch vào giữa năm 2020. Du lịch đã bắt đầu phục hồi vào năm 2021 khi chính phủ Tây Ban Nha dần nới lỏng các hạn chế. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nhịp sống 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. 17 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh Info TV, chương trình Nhịp sống 24 giờ. Với những tin tức trong nước và quốc tế liên tục được cập nhật, những diễn biến thời sự nóng hổi, những thông tin đời sống xã hội thiết thực, đa chiều, phản ánh chân thực mọi mặt của cuộc sống. Trong đó có cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 và những chính sách. Những câu chuyện cảnh giác về thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lừa đảo hiện nay, cùng những lời khuyên hữu ích. Thưa quý vị, thời gian gần đây nhiều người dân đã phản ánh việc nhận được các tin nhắn với nội dung lệnh truy nã. Nội dung tin nhắn này nêu rõ thời gian ra quyết định và hành vi bị truy nã, đồng thời yêu cầu người nhận được tin nhắn tự giác trình diện. Nhóm 12 đối tượng
sử dụng tài khoản Facebook, Zalo đăng tải thông tin sai sự thật để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn người bị hại với số tiền lên đến hơn 3 tỷ đồng. Nhịp sống 24 giờ còn mang tới những biến động của thị trường, giá cả hàng hóa, nông sản, các mặt hàng thực phẩm, đà tăng giảm của giá nhiên liệu. Cùng những chính sách để điều tiết thị trường, hãy bật kênh InfoTV để theo dõi nhịp sống 24 giờ, chương trình mang hơi thở cuộc sống.